Ừ. Rồi hello Gina chào các em nha hôm nay cô sẽ quay cái video để giải cái bài tập về anh kim bài tập uh, tính toán đó các bạn hôm bữa trước cô quay video về giải cái um, bài tập uh, trách nhiệm lý thuyết rồi đúng chưa đó thì cái buổi hôm trước um, khoảng bao nhiêu ta hai mươi mấy ba chục câu lý thuyết gì đó là những câu quan trọng những câu hay gặp trong cái phần uh, Trương à, Anh Kim Cô đã quay rồi Bạn nào chưa xem thì lên xem cái đó để chắc lý thuyết Rồi qua làm bài tập với cô luôn nha Buổi hôm nay mình sẽ qua bài tập Thì cái ở cái buổi này xe Cô sẽ quay để giải những cái bài tập Anh Kim ở dạng cơ bản thôi các bạn Cơ bản thôi nha Chưa khó đâu, chưa có bài nào khó hết Khó là để buổi sau, được chưa Buổi đầu tiên mình học cơ bản trước đã Sử cơ bản trước rồi mình xử qua khó sau, được chưa Rồi câu số 1 nào rồi trước khi xem, trước khi nghe cô giải thì các bạn nên dừng video lại rồi giải giải trước này nha. Hoặc là sau bữa trước cô cũng có up cái tài liệu này trên cái group học tập của mình rồi. Thì các bạn đau về, các bạn xe về để mà làm. Đó, đau về điện thoại xong rồi mở ra là làm trước rồi xem đáp án của cô sau ha. Rồi. Bạn nào xem mà tới tháng phần nào thắc mắc thì sao? Cứ nhắn tin hỏi cô. Cô sẽ trả lời, chắc chắn cô sẽ trả lời được chưa? Nghĩa là cô online mà cô thấy các em hỏi đó, thì khi nào cô sắp xếp, xếp có thời gian rảnh là cô sẽ trả lời còn khi các bạn thấy mà cô online mà cô chưa trả lời được mà có nghĩa là lúc đó cô online để cô làm việc đó có nghĩa là cô check tin nhắn quan trọng này kia thì cô không có thời gian trả lời bài cho các bạn thì đến thường tối đó cả cô làm tối tối khoảng sau chín mười giờ mười giờ cô mới rảnh thì cô sẽ trả lời ha chắc chắn cô sẽ trả lời yên tâm đi không có gì hết bây giờ các bạn học các bạn còn uh, quyền được hỏi mà cứ hỏi thoải mái cô sẽ trả lời chắc chắn trả lời không có gì ngại hết nha rồi. bây giờ cô định nói cái gì mà cô quên mất tiêu nè rồi thôi vô làm đi cô quên đó. cô định nói cái gì vậy bây giờ nói hồi cô quên mất tiêu là cô định nói cái gì luôn rồi bây giờ mình giải nè giải đến khi nào cô nhớ ra cô nói câu số 1 nè những câu đầu tiên chắc chắn là những câu đơn giản được chưa Câu số 1, bài toán đốt cháy à, Mình học hầu hết tất cả các hợp chất hữu cơ đều có bài toán đốt cháy hết các em Cho nên là nó theo các em lên tới tận lớp 12 luôn Cho nên là mình nên học cái cách uh, xử lý bài toán đốt cháy cho quen nha Câu số 1 nào, khi đốt cháy hoàn toàn một cái anh kin X Người ta cho anh kin luôn này nè Thì có nghĩa là mình đã biết nó có công thức là cn H2N-2 rồi đúng không? Anh kin Rồi đốt cháy của anh kin, cô viết phương trình đốt cháy luôn Thì cô thu được gì các bạn? CO2 cộng với nước đúng chưa rồi cân bằng NCO2 đúng không N carbon là NCO2 2N 2 hero thì chỗ này là N 1 nước rồi các bạn đến oxy ở phía sau thì cô sẽ cân bằng được là 3N 1 tất cả chia 2 o Cái này cô đã nói rất kỹ trong cái phần lý thuyết anh Kim rồi nha. Có cái video cô quay giải thích về cái lý thuyết ankin dạy về cái bài lý thuyết ankin. Cô nói kỹ cái hàng cô chỉ cách cân bằng rồi. Bạn nào chưa cân bằng được những cái phương trình như thế này thì coi lại lý thuyết giúp cô. Bây giờ buổi này là buổi giải bài tập rồi cho nên cô không nói lại lý thuyết nữa nha. Rồi đề bài cho 8,96 lít khí CO2 là 0,4 mol CO2 nè. 5,4 gam nước tính tính số mol nè, hình như là 0,25 nhỉ. 0,54 chia 18 là 0,3. Rồi điền số mol vô thôi các bạn. Đây số mol CO2 là 0,4 C nước là 0,3. Rồi điền sau khi điền số mol vô cái phương trình thì cái việc mà dễ dàng nhất để các bạn giải được á muốn giải được công thức phân tử của cái ký hợp chất thì các bạn phải giải cho cô được chữ n bằng bao nhiêu thì việc dễ dàng nhất để giải đó là các bạn nhân kéo cho cô thôi lấy không bốn nhân kéo cho cái hệ số này là n trừ một đây không bốn nhân n trừ một đúng không thì sẽ bằng không ba nhân với n được chưa rồi các bạn bấm máy ship so các bạn giải cho cô được n Và sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ Uh -huh. cô tính nhẩm nha bạn bấm máy tính các bạn giả chưa lành thì các bạn bấm máy tính cho cô thì bạn sẽ bấm ra được n bằng 4 à, n bằng thì công thức phân tử của nó là c 4 h thế vô nè 4 nhân 2 là 8, 8 trừ là 6 được chưa đáp án c rồi nếu như bài này cô bỏ chữ anh kiên đi các bạn cô bỏ từ anh kiên đi cô nói là khi đốt cháy hoàn toàn một cái hydrocarbon x hydrocarbon x thì thu được nhiều đó lít khí CO2 và nhiều đó gam nước luôn hỏi tìm công thức phân tử của cái chất đó vậy thì mình làm sao nếu như đối với bài toán tự luận lớp 11 là các bạn là hình như là đa số là vừa kiểm tra nửa tự luận nửa trách nhiệm đúng không? Thì nếu như bài này nó rơi vào tự luận thì các bạn làm sao? Trách nhiệm thì các bạn có thể mò được nhưng mà tự luận thì các bạn trình bày làm sao thì các bạn lưu ý cho cô nè. Người ta cho hydrocarbon thôi, người ta chưa nói nó là ankin, ankan, anken hay ankadien thì các bạn so sánh, nhớ cho cô là phải so sánh số mol CO2 và nước. Hôm bữa trước cô có nói rồi ha, nhắc lại lần cuối cùng luôn. Nếu như các bạn đốt cháy mà thu được số mol CO2 mà bí hơn số mon nước Nước đó các bạn. À, trường hợp bí hơn đi, à, lớn bí hơn số mol nước. Có nghĩa là nước lớn hơn thì nó là an gì các bạn? an can đúng không? Rồi nếu như CO2, số mol CO2 mà bằng với số mol nước thì nó là an anken. Rồi nếu như cuối cùng đó là nCO2 mà lớn hơn n nước là trường hợp của Ankin được chưa? Bài toán anh DN ít gặp lắm các bạn Gặp chủ yếu là anh Anken với Ankin Cô nói rồi bài anh KDN. Nó chủ yếu chỉ gặp trong chuỗi phản ứng Hoặc là bài toán điều chế nhận biết thôi nha Rồi bây giờ ta có là gì? Thằng này CO2 lớn nước đúng không? Vậy thì các bạn suy ra nó là Ankin Rồi mình biết nó là Ankin rồi á Thì mình mới được quyền viết cái phương trình đốt cháy Là sử dụng công thức CNH2N-2 rồi Viết phương trình này được chưa? Cái là từ trình bày tự luận là các em phải tính ra số mol CO2 tính ra số mol nước trước rồi là gì Các bạn trình ngày một câu là vì NCO2 lớn hơn N nước cho nên suy ra cái chất này là ankin hydrocarbon ít là ankin rồi sau đó viết phương trình đốt cháy rồi điền số mol vô mà làm nha chứ mình chưa biết nó là ankin mà các bạn viết luôn công thức này là coi như không có điểm được chưa rồi, tiếp nào câu số 2. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp gồm 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp. À, hai ankin nè, người ta cho sẵn hai ankin rồi. Đồng đẳng kế tiếp. Đồng đẳng kế tiếp là gì? Bài toán giải theo cái cách đặt N gạch ngang đúng không? N trung bình đó các bạn. Rồi 2N 2 đốt cháy thì cô cộng với oxy thôi. Tương tự y chang lúc nãy mình thay bằng 3N trung bình trừ 1 tất cả chia 2. Thay chữ N thành chữ N trung bình thôi các bạn. Rồi được chưa? Rồi người ta nói là toàn bộ cái sản phẩm thu được cho qua bình đựng CO2 dư à, 2 lần dư thì thu được 100g kết tủa trắng Thì có phải là cái sản phẩm cháy của cô là toàn bộ sản phẩm thu được là CO2 và nước Cho qua nước vô trong COH 2 lần thì chỉ có CO2 phản ứng đúng chưa? Rồi phản ứng tạo ra gì nè? Phương trình này mình gặp rất nhiều ở những cái lớp dưới rồi Tạo ra CO3 và nước đúng không? Đó. Rồi Bây giờ ta có là gì? Người ta nói là thu được 100 g kết tủa trắng thì cái kết tủa của mình ở đây chính là kết tủa CaSO3 đúng không? Kết tủa CaSO3 là 100 chia cho 100 cô tính luôn số mol của nó bằng luôn ở đây nha 100 chia cho m lớn của nó 100 chẳng luôn các bạn thì nó bằng 1 mol và từ đó cô tính ra được số mol CO2 theo cái phương trình này nó cũng là 1 mol luôn đúng chưa đó rồi có số mol CO2 là 1 mol thì cô điền lên phương trình nè CO2 đây chính là CO2 đây đúng không cô bóc xuống mà vậy cô suy ra số mol CO2 đây là 1 mol vậy cô tính được cái số mol của cái ankin ở đây là cô lấy 1 này, nhân n à, nhân 1 chia n trung bình cũng được hoặc là sao cách thứ hai đó là các bạn lấy cho cô nè cô tính được cái số mol của anh kinh ở đây bằng cách là đề bài nó cho m khối lượng của hỗn hợp anh kinh là 13,2 là m nhỏ đúng chưa rồi cô cứ tính được số mol của anh kinh bằng cách lấy m nhỏ chia cho m lớn m nhỏ của nó chia cho m lớn đúng không bằng m nhỏ là 13,2 nè rồi chia cho em m lớn m lớn của anh kiên các bạn tính theo công thức này cho cô nha có phải là bằng 12 n cộng 2 n trừ cho 2 đúng không mình tính theo công thức á thì m lớn của anh kiên là 12 n cộng 2 n là 14 n trung bình được chưa rồi trừ cho 2 thì đây là số mol của anh kiên rồi sau đó các bạn điền sau khi điền số mol vô phương trình rồi thì lúc nãy cô nói cái việc cuối cùng các bạn làm đó là nhân chéo cho cô là giải được n ha nhân chéo ở đây có nghĩa là cái này nhân chéo với cái này là nhân cho n trung bình phải cô có là 13,2 chia cho 14 n trung bình trừ 2 đúng không rồi nhân cho n trung bình chứ nữa thì sẽ bằng với một nhân chéo qua đây là nhân cho hệ số chỗ này không có cái gì là hệ số 1 nha chứ không phải hệ số 0 đâu nha các bạn hệ số 1 rồi 1 nhân 1 là bằng 1 luôn được chưa rồi từ đó các bạn bấm máy ship so dài cho cô được n trung bình nè n trung bình sẽ bằng bao nhiêu nè cô lười bấm ship so quá mấy đứa rồi 14, 14 các bạn bấm tiếp so nha Cô bấm theo cách của cô Hồi giờ cô cũng quen xài ship so Câu nào thật sự khó thì cô mới 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 bấm ship so thôi Chứ cô thật ra cô rất là lười bấm ship so 2,5 các bạn sẽ giải đã được N trung bình bằng 2,5 được chưa rồi, 2,5 có nghĩa là n trung bình là cái n nằm giữa hai cái số đó các bạn. Ví dụ này nè. Ví dụ mình có hai cái cái anh là C3H4 với C4H6 đi thì cái số carbon nằm giữa là gọi là số n trung bình được chưa? Nằm giữa là có nghĩa là cái số này không được lớn hơn 4 và không được bí hơn 3 là khoảng từ 3.01 đến 3 chín 99 là được đúng không? Cô lấy cái số nó thập phân chẳng chẳng đó được chưa? Rồi, thì nó sẽ là n trung bình vậy thì khi cô giải đã được n trung bình bằng 2,5 thì chắc chắn một thằng bí hơn 2,5 kế đó là c 2 h 2 là anh kinh đầu tiên đúng không rồi hai thằng này đồng đẳng kế tiếp thì thằng kế tiếp nó phải là c 3 h h 4 và suy ra được hai thằng này được chưa vậy thì đáp án của mình sẽ là c 2 h 2 và c 3 h 4 đó cô giải rất chi tiết cho những bạn nào mà mới lần đầu tiên tiếp xúc với dạng bài toán đốt cháy cũng sẽ làm được được chưa cô đảm bảo có nhiều bạn chưa rành nhiều bạn học được rồi á, thì sao các bạn có thể tua có nghĩa là xem cái phần đầu tiên này mà những câu này các bạn làm được hết rồi thì các bạn có thể tua lại xem những câu cuối tua đến những câu cuối để xem nha những câu cuối có có mấy câu hay đó nhiều câu hay đó ừ, cô trích trong có một số câu trích trong đề thi đại học luôn đó rồi bạn nào mà chưa làm được những câu như thế này thì nên xem cho kỹ càng nha thì tương tự nếu như các bạn làm được bài toán đốt cháy an kinh thì bài toán đốt cháy của an can ken nó cũng giống như vậy đó các, chắc chắn các bạn sẽ làm được được chưa rồi câu số 3 nào khi cho 3 cam một cái một kem dung dịch x 3 gam dung dịch X tác dụng với cái dung dịch brom dư thì thu được 27 gam dẫn xuất brom. À, công thức phân tử của X là công thức nào sau đây? Biết M lớn của brom là 80. Rồi bây giờ cái X này mà phản ứng với brom thì các bạn nhìn cho cô đáp án toàn là ankin hết đúng không? C2H2, C3H4, C này đều là ankin. Và thì cô có là ankin thì sẽ là CnH2n-2 cộng với BR2 thì dư người ta dùng BR PR dư BR2 dương ha. Vậy thì chỗ này các bạn phải chắc lý thuyết nè. Ankin cộng với Brom dư thì nó cộng tối đa với hai Brom đúng không? Cộng tối đa với hai Brom và lúc này nó cộng ta thì thu được sản phẩm là CNH2N-2 BR4 đúng không? Nó gắn hết 4 Brom này vô cái trong Ankin luôn thì mình thu được cái sản phẩm là CNH2N viết nguyên lại nè rồi gắn 4 Brom vô là BR4 rồi người ta cho là gì các bạn? Đây là 3 gram một cái dung uh, cái chất X này nè thì thu được 27 gram dẫn xuất Brom đó. Vậy thì giải xong. Gram nha, này gram thì các bạn có thể giải như sau có nhiều cách lắm cách thứ nhất là gì mình tính được cái số mol của anh kinh ở đây cô sẽ lấy 3 nè chia cho m lớn anh kinh cô nói rồi nó luôn luôn là 14 n trung bình trữ trừ 2 đó nhìn vô công thức này các bạn có thể tính được an à, 14 n thôi cái này không có phải là n đồng đẳng kế tiếp cho nên không có n trung bình được chưa rồi chia cái này cô cũng tính được số mol của nó số mol của nó bằng m nhỏ này chia m lớn m lớn cái này là 12 n cộng với 2 n có phải là 14 n không trừ 2 rồi cộng cho bờ nhân 4 lên đúng không bờ là 80 là nhân 4 mà trừ đi 2 thì các bạn tính được m chỗ này là 318. Bây trừ 2 chỗ này bớt nè, trừ 2 hero là trừ 2 đó là thành 318 cộng 318. Rồi, thì các bạn dựa vào cái hệ số căn bằng của cái phương trình có phải này hệ số này 1 1 bằng nhau không? Thì số mol hai cái số mol mà cô vừa tính ra đó nó sẽ bằng nhau. Rồi các bạn bấm shift so giải cho cô cái N nè. bây ừ, giờ là cô lười bấm thiệt rồi đó. Bây giờ là cái là bấm shift so chắc luôn rồi. 14x nè trừ 2 thì sẽ bằng là gì? ơi ừ, chết chết chết, cô bấm cái gì đấy là biết Làm sao để quay lại Trời ơi, cô bấm tầm bậy rồi Cô hơi bị dơ cái phần bấm máy tính mấy đứa Tại vì hồi xưa Hồi xưa cô gái là toàn là nhắm Một là nhắm, hai giấy tay là nhiều Có những xài máy tính Nhưng mà ít ít phụ thuộc vào máy tính hơn bây giờ Mấy đứa phụ thuộc máy tính nhiều Đúng chưa? tiếng rồi ship so ship so cho vậy đó rồi số đẹp nha mong là số đẹp đi nào n bằng nhiêu ôi sao số lâu quá vậy ôi đừng đó nó đứng luôn nha vui à cô bấm có sai chỗ nào không ta rồi vui rồi vui rồi không chạy luôn thôi thôi cách đó cô biết mấy đứa tự bấm máy tính bấm máy tính của mấy đứa nếu như chạy ra đáp án thì ok còn không chạy ra giống cô thì kéo em làm cho cô cách hai nha đây là cách một cách hai thì gì cô sẽ có nè khi đó nhìn vào đây khối lượng thằng này 3 gram khối lượng thằng này 27 gram cô biết rồi đúng không nhìn vào đây có phải là cô bảo toàn được khối lượng không bảo toàn khối lượng thì có phải các bạn tính được ra cho cô khối lượng của bờ rơm không bờ rơm ở đây sẽ bằng cái khối lượng này trừ ra này cho nữa tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng thì khối lượng thằng này cộng thằng này bằng sẽ bằng khối lượng thằng này vậy cô lấy thằng này cô trừ để thằng này thì ra thằng bờ rơm chứ gì nữa bằng 27 trừ cho 3 là bằng 24 ngàn Lúc này có phải cô tính được số mol của Br2 không? Sẽ bằng là 24 Chia cho Brom là 160 Thì cô tính được số mol của nó là 0,15 mol Có số mol của Brom là 0.15 mol của điền vô phương trình nè à? Thằng này 0.15 thì cô tính ra được số mol của cái ankin là 0,15 chia 2 đúng không? Là 0,075 mol Đó, cô tính được số mol của thằng này 0,075 Thì các bạn tính được M lớn của nó rồi chứ nữa M lớn của ankin là M lớn của ankin sẽ bằng m nhỏ chia số mol m nhỏ đây bài cho 3 gam rồi nè chia số mol mình vừa tính là 0,075 thì nó ra được 40 m lớn của anh King là 40 thì có nghĩa tương đương á m lớn của anh King các bạn luôn luôn nhớ là 14 n trừ 2 được chưa bằng 40 lúc này bấm máy tính giải ra được n bằng bằng 3 n bằng 3 thì nó có công thức phân tử là c3h4 đúng không dễ chưa bảo toàn khối lượng nó nó bấm máy tính dèo, dèo dèo dễ hơn còn cái này bấm ship so là nhiều máy nó bị đơ lắm mấy đứa mấy cô là bình thường nó cũng chạy do do rồi mà nay nó đơ đó là ngồi chờ đuối luôn chờ xong hết giờ đâu có dám bấm bài khác đâu đúng không cho nên đi thi là um, sắm hai cái máy tính cũng tiện mà nó bấm là nó đứng luôn nó ra đáp án cuối giờ phút thứ uh, kiểm tra 45 phút là thứ phút thứ 44 nó mới ra đáp án là coi như tèo rồi rồi ok, tiếp nào câu số 4. Cho 5 g một khí hỗn hợp gồm hai khí đó là ethylene và acetylene tác dụng với bạc nitrat có dư thu được 24 gam kết tụ vàng, tìm phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. Thì câu này cô nghĩ là chắc các chắc các bạn làm được hết đúng không? Tại vì nó không khó mình có là xét nè, chỉ cần thuộc lý thuyết là làm được rồi. 5 gam hỗn hợp gồm ethylene là C2H4, acetylene là C2H2 đúng không? Cho phản ứng với bạc nitrat trong môi trường NH3 thì thu được uh, bao nhiêu gam kết tủa? 24 gam kết tủa vàng. Rồi, người ta báo tính phần trăm khối lượng mỗi chất à, và thì dễ quá vì sao thằng mình học lý thuyết rồi đúng không hai thằng này chỉ có thằng a thằng này phản ứng với bạc nitrat thôi là acetylen phản ứng thôi chứ cái thằng này anken làm gì có phản ứng với bạc nitrat đúng không rồi c 2 h 2 mà phản ứng với bạc nitrat nè thì cộng thêm NH3 cô sẽ thu được nó thêm, bạc nó vào nó thế chỗ hiro được chưa thu được c 2 A2 are 2 cộng với muối NH4NO3. Cái này là bạc acetylo có tủ màu vàng nhạt đúng không? Rồi, cân bằng 2NH4NO3 2 bạc. Này có này có hai bạc này, của cân hai bạc, hai góc NO3 cân 2NH4NO3 được chưa? Rồi 2NH4 thì cân 2NH3. Ok. Rồi, đề bài nó cho kết tủ là 24 g chính là thằng này với nữa cô tính được số mol nè. À. 24 chia cho um, C2 là 24 nè, cộng với bạc là 108 x 2 thì cô sẽ chia ra được số mol của nó là 0,1 mol. 0,1 mol tính được số mol hình này 0,1 được chưa? Rồi thì cô có nghĩa là cô tính được số mol của axetylen theo phương trình là 0,1. đề bài nó tính phần trăm khối lượng mỗi chất thì cô phải tính ra được gì? Khối lượng của từng chất được chưa? Vậy cô suy ra M của C2H2 sẽ bằng là 0,1 nhân cho 26 M lớn của nó 26 các bạn thì nó ra 26,6 gam. Lúc này các bạn tính cho cô được phần trăm khối lượng của C2H2 sẽ bằng M của khối lượng của nó đúng không? Khối lượng của C2H2 chia cho khối lượng tổng M hỗn hợp nhân 100 Rồi, cái này công thức này cũng các bạn rất là quen thuộc rồi. Thì cô thế số vô. 2,6 nè, nhân cho 100 chia cho 5g thì nó sẽ bằng 52%. Rồi, còn lại thì cô suy ra phần trăm của C2H4 sẽ bằng 100% trừ cho 52 đi ha thì nó sẽ ra được 48%. Vậy thì đáp án của mình là 48% ethylene và 52% acetylen. Đáp án A à, đúng chưa? Rồi ok nha. Rồi dễ chứ không khó. Vậy tương tự câu số 5 nào. Câu số 5 cũng là cái bài toán etilen với acetylen luôn, nhưng mà nó khác một xíu thì các bạn giải thế nào? Người ta cho hỗn hợp gồm acetylen nè, là ethylene và acetylen. Đúng không? Qua bạc nitrat thì mình vừa làm xong rồi đó, chỉ có acetylen phản ứng tạo ra được 48 g tủa. Rồi, cũng cái hỗn hợp trên, à, có nghĩa là cũng cái hỗn hợp này đúng không? Mà nó thực hiện phản ứng cộng với brom á thì phản ứng hết với 80 g brom. tám à, 80 g brom. Và thì mình làm sao? Dễ chứ không khó đúng không? Nhưng mà giải, mình giải cho biết. Trời ơi, cái 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 cái, cái bàn của cô nó bị rung mấy đứa. Vừa Trời ơi, cô vừa nói xong chân tay lèo phèo thiệt chứ sorry mấy đứa nha mấy đứa đang xem mà lỡ màn hình bị rung là do cô đó cô cô cửa cái tay là nó trụng nó trúng cái bàn nó đụng tới cái chân quay là nó rung hôm bữa trước là cô quay nó còn bị con mèo của cô nó phá nữa kì nó làm nó đi qua nó đi lại nó cà cà cái bàn của cô Hồ lan nó bị rung nuôi mèo rồi mới biết khổ mấy đứa ơi làm số phận làm sen không biết bạn nào có bạn nào nuôi mèo không Rồi trong thời gian cô nói cô tám đến mấy đứa làm bài nha. Ví dụ mình mình không cần phải dừng video lại mà các bạn có thể làm vừa làm vừa nghe cô tám. Và bạn nào không thích nghe tám thì sao dừng video rồi tu qua cái khúc cô tám đi xong rồi làm tiếp. Chứ cô giả chay không cô cũng cũng cũng, cũng buồn mấy đứa. Ngồi nó nói tám tám cho vui. Rồi giải nha. Bây giờ cô có nè. Thứ nhất cái chỗ này phản ứng với bạn đi trá thì chỉ có C2H2 đúng không? Cô viết lại lần nữa nè. Cho các bạn nhớ thuộc phương trình ngay trong cái bài giải này luôn nè. Tạo ra C2R2. Những phương trình này sẽ gặp nhiều trong chuỗi phản ứng và bài toán tính toán luôn nha. Cho nên nên thuộc các bạn. Rồi, xong công bằng hai bạn đi trái hai nợ bạc hai này. Rồi, 48 gram thì chỗ này các bạn tính được 0,2 mol thì cô tính ra được số mol của ethylene à, acetylene là 0,2 mol luôn được chưa? Rồi phần thứ hai cho vô brom, ừ, cái thí nghiệm thứ hai người ta cho vô brom cộng với dung dịch brom nè. Thì cô sẽ có là gì C2H2 nó cộng được với Br2. Nó sẽ tạo ra được gì các bạn? À? Nhớ ankin mà phản ứng với brom mà sẽ phản ứng được với tối đa 2 brom nha. Tạo ra C2H2Br BR4 nó cộng 4 brom gắn vô vậy thôi. Rồi tương tự C2H4 là anken Vì cộng tối đa với 1 brom tạo ra C2H4 BR2 thôi. Được chưa? Rồi, lúc này tổng số mol brom là đề bài nó giờ nó, nó nó dùng là 80 g cô tính được số mol luôn nè, 80 chia 160. Ừ, thì cô sẽ tính được số mol của brom là 0,5 mol. 0,5 mol rơm mà cô đã biết số mol của acetylene C2H2 là 0,2 rồi đúng không? Cô điền xuống đây thì cô thấy nó đã xài mất 0,4 mol rơm 0,2 nhân 2 chia 1 này ra 0,4 mol rơm Mà tổng rơm mình xài để cho là 0,5 đúng không? Vậy suy ra rơm còn lại dưới này có phải cô lấy tổng là 0,5 trừ chỗ này 0,4 thì còn chỗ này 0,1 không? Từ đó có phải cô tính ngược lại được số mol của acet của là 0,1 mol luôn không các bạn? Rồi, ra số mol rồi đề bài nó hỏi là tính M, M gam hỗn hợp hai này cô tính được nha M gam hỗn hợp M hỗn hợp sẽ bằng M của C2H4 Cộng với M của C2H2 Vậy nó sẽ bằng là nhiêu? 0, không phải mấy C2H4 là 0,1 nè nhân cho M lớn 28 cộng 0,2 nhân với 26 của C2H2 rồi bấm máy tính ra đáp án nè 0,1 nhân 28 cộng 0,2 cộng 0,2 nhân 26 thì lúc này nó sẽ ra được 8 gam ok 8 gam, được chưa? Rồi 8 gam, đáp án B. Rồi xong, tiếp tục nào câu số 6 Đốt cháy 2,7 gam một cái anh ankin A, sau đó cho sản phẩm cháy vào bình đựng nước phu trong dư, thoái tạo thành 20 gam kết tủa trắng. Rồi cho A tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1 1, thì ta chỉ thu được một cái sản phẩm. Cho biết công thức cấu tạo đúng của A là gì? Rồi, ok. Bài này nó kết hợp giữa bài toán đốt cháy và bài toán uh, phản ứng với HCl. Giải sao đây? Rồi trong thời gian chờ đợi cô tìm giấy nháp mấy đứa giải đi Ôi trời ơi cô lại đụng vào cái chăn quay nữa rồi Bữa sau rút kinh nghiệm cô phải để cái sấm riêng cái bàn Để dám chăn quay của mấy đứa Ôi Thôi bạn nào đem xem thì thông cảm nha Tay chân cô cũng về cho nên là Cô đụng tới cái chăn quay hoài nó rung hoài thôi hôm nay hơn là chưa có con mèo của cô đó nhiều lúc cô đang quay khoảng mất mấy phút rồi mà con mèo của cô nó xong tới là coi như cô phải bỏ cái video đó Để cô quay lại một cái video mới thứ nhất là nó bị lẳng tiếng mèo trong đó đúng không thứ hai là rồi rung chân quay rung mà rung tá lạ luôn chứ không phải rung như là cô rung sơ sơ vậy đó <laughs> giờ nó đi ngủ rồi mèo giờ nó đi ngủ rồi nó có đây cho nên là nó đỡ phá rồi Câu số 5 nha Không nói chuyện làm bậy nữa Câu số 6 chứ Đốt cháy 2,7 gam một cái anh a Sau đó cho sản phẩm vào cái dung dịch Nước vôi trong dư thái tạo thành 20 gam kết tủa trắng Ồ câu này quen rồi đúng không Đốt cháy anh kiên Nãy giờ mình giải nhiều bài toán đốt cháy rồi nè Tự làm thế nào Đốt cháy anh kiên CN H2N-2 Cộng với oxy À, đây thuộc hệ số cân bằng luôn nha nãy giờ làm tới lần thứ ba rồi thuộc hệ số cân bằng nha nco 2 cộng n trừ một nước được chưa rồi cái sản phẩm cháy của cô dẫn qua nước vô trong nước vô trong dư nước vô trong chính là caoh 2 lần được chưa nghĩ dịch lâu quá rồi không biết chắc còn nhớ nước vô trong không nữa chưa thì nó sẽ tạo ra được cái tủa SO 3 và nước đúng không? Thì người ta nói là 20 g cái tủa là chính thằng này, số mol thằng này cô lấy 20 chia mà lớn 100. Nó ra 0,2 mol luôn được chưa? Từ đó cô tính ra được ngược lại số mol CO2 là 0,2 mol theo phương trình. Rồi cái này 0,2 chính là CO2 đây cô điền lên đây 0.2 mol. Rồi, đề bài cho 2,7 g ankin thì đây 2,7 làm y chang cái câu số mấy lúc nãy các bạn câu số 2 đó. Thì cô tính được số mol ankin là lấy m nhỏ là chia m lớn của ankin là 14 n 2. Rồi cho hai này nhân chéo Nè. áp dụng công thức cái này nhân chéo là n 2,7 chia cho 14 n trừ 2 nhân với n thì sẽ bằng 0,2 nhân với 1 rồi từ đó bấm máy tính giải n cho cô để ra được công thức của anh Kim nhiêu nhỉ không biết bao nhiêu 27 mà chia cho 0,2 là nhiêu 13,5 n à, n 4 n 4 được chưa có ai nghe tiếng mèo không mấy đứa Con mèo của cô đấy Tới giờ nó đòi ăn rồi Nó nãy giờ nó ngủ bây giờ nó mới dậy đó. Nó đã bảo cô đang ở trong phòng Cô đóng cửa Nó nghe tiếng cô rồi Đó đó đó, đó nghe chưa Nó nghe tiếng cô rồi Nó biết cô ở trong này rồi Thôi quyết tâm không mở cửa Nó mua nó phá là coi như là nãy giờ quay video Hai mươi mấy phút là bỏ công cốc đó Ok thôi bộ nó phá lắm Nó đòi, ăn đó Quay xong lệ video để cho nó ăn trời ơi ôi thôi lẹ lẹ mà chứ cho nó ăn chứ không mà nó kêu à. không yên ổn với nó đâu chứ đùa bây giờ mình có là gì n bằng bốn rồi anh 4 là mình giải được công thức phân tử của anh Kinh rồi đúng không? C4H6 Rồi người ta nói là gì? Bây giờ người ta bảo là tìm công thức cấu tạo cơ Người ta hỏi, người ta cho biết là cái chất A này tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1 Thì cha ta chỉ thu được một sản phẩm duy nhất cho công tìm công thức cấu tạo của cái chất A này thì bạn nào mà xem lý thuyết của cô mà xem kỹ rồi á thì cô có nói qua nè nó giống như bà anh kinh nữa các bạn muốn mà cộng với tác nhân HCl là tác nhân bắt đối xứng á mà cho một sản phẩm duy nhất thì cái anken hoặc là cái anking đó phải đối xứng đó, nó phải đối xứng thì nó sẽ cho ra một sản phẩm duy nhất thôi ví dụ nè cái này nè ch nối ba ch hai cái carbon này giống nhau có phải đối xứng với nhau không thì nó sẽ chỉ cho một sản phẩm thôi tại vì lúc này hát gắn ở đâu cờ lo gắn ở đâu cũng đều được hết hai carbon này giống nhau mà đúng không rồi vậy thì bây giờ có nghĩa là cô tìm cái công thức nào ứng với bốn c mà đối xứng là được đúng không mình giải ra được 4C bằng 4 c bình bốn mà loại đáp án c và đáp án d đi tại vì nó 3 c với 2 c còn đáp án a và đáp án b thì nhìn đây cái phải cái đáp án b là anh kinh đối xứng không đây chia đôi ra đây là đối xứng nè đó thì hai cái c mang cặp on mang liên kết ba này nó giống nhau đều là cc đúng không cho nên suy ra nó cho một sản phẩm giống nhau thôi nó cho một sản phẩm còn thằng này hai thằng này khác nhau nè là anh kinh không đối xứng nó sẽ cho hai sản phẩm có sản phẩm chính sản phẩm phụ được chưa rồi ok, vậy là mình chọn đáp án B Câu số 7 nè Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một cái hero carbon A Sinh ra được 2,64 gam CO2 Rồi xác định công thức phân tử của A Biết A tác dụng được với bạn đi Thu được kết tủ màu vàng nhạt Ờ à, rồi, ok Câu này cũng dễ luôn Dễ luôn mấy đứa Vì sao? bài này đọc kỹ đây nha người ta cho 0,02 mol một cái hydrocarbona. người ta không nói nó là ankin an can hay an ken gì hết vậy thì làm sao mình biết nó là an gì để mình làm tại vì bài toán đốt cháy thì các bạn phải biết nó là có công thức phân tử có công thức tổng quát là gì thì mình mới làm được đúng không nhưng mà bài này nó không cho biết nhưng mà nó cho phía sau nữa ạ. À. Xác định công thức phân tử cấu tạo của công thức phân tử của A biết nó tác dụng được với bạn nitrat thì mình học. Lưu ý chỉ có anh kinh mới phản ứng được với bạn nitrat đúng không? Cho nên suy ra thằng này là anh kinh. Mà anh kinh rồi thì khỏe rồi ha. Tính số mol CO2 nè, 2,64 chia cho co 244 thì nó ra được 0,06 mol rồi cái này dễ luôn tại vì sao mình có số mol CO2 rồi thì áp dụng công thức nhanh của cô đó cô có ghi công thức trong cái phần lý thuyết rồi ha thì cái số carbon đó các bạn muốn giải được công thức phân tử của nó thì các bạn phải giải cho cô được số c số c hay là còn gọi là hệ số n của nó đó là ví dụ nè mình giải ra số c là 4 là nó là công thức C4H6 đúng không ừ, n bằng 3 số c bằng 3 thì nó là C3H4 thì cái số c này luôn luôn lấy số mol CO2 chia cho số mol của cái ankin các bạn lấy số mol CO2 chia cho số mol chất đem đốt cháy được chưa thì cô sẽ có là CO2 là 0,06 nè chia số mol của hydrocarbon ankin đó là 0,02 thì nó ra được bằng 3 đó đơn giản chưa vậy thì số C bằng 3 có nghĩa là công thức của ankin là C3H 4 đó đề bài nó lừa mình C3H6 là anken nè không loại không chọn nha C3H8 là ankan loại luôn mình chọn C3H4 ankin là có phản ứng với bạn nitrat được chưa rồi câu số 8 nè đốt cháy 3,4 gam một cái hydrocarbon A thì thu được 11 gam CO2 rồi mạch khác khi cho 3,4 gam A tác dụng với lượng dư bạc đi trái thì thói tạo thành A gam kết tủa viết công thức cấu tạo của A và biết khi A tác dụng với hydro dư có xúc tác niken tạo thành isobentan rồi câu này hay nha câu này không quá khó nhưng mà hay đó cả mình đọc vô mình thấy nè cái chất này nó phản ứng được với bạc nitrat thì chắc chắn nó thuộc dạng kinh, đồng đẩy ankin được chưa mặc dù đề bài nó cho là hydrocarbon carbon a nó không cho nó là an gì hết thì mình thấy cứ miễn mà phản ứng được với bạn đi trá thì chắc chắn nó là ankin nha rồi vậy thì bây giờ cô giải nhanh cái công thức phân tử của nó dựa trên cái chỗ số mol co2 nào à, đây c an cnh 2 n 2 cô giải nhanh luôn nha cô không quan tâm đến oxy cô viết oxy trên này luôn đi cho nó dễ cô chỉ quan tâm đến co2 thôi tại vì đề bài nó cho co2 đây là cách viết nhanh để khỏi tốn thời gian cân bằng nước khỏi cân bằng CO2 luôn cho mình dễ mình làm trách nhiệm đỡ tốn thời gian nha số mol co2 sẽ bằng là gì nè 11 11 trừ cho 11 chia 44 chứ Xin sì, sẽ bằng 0, rồi số mol của cái này uh, sẽ là 3,4 gam đề bài cho nè Chia cho 14 N trừ 2 đúng không Rồi nhân chéo vô các bạn Cái câu này nãy giờ quen thuộc quá rồi Nhân chéo cho thì nó nhân cho hệ số N nè Thì sẽ bằng với 0,25 nhân 1 Từ đó giá ra được N bằng nè Bằng 5 đúng không 3,4 chia Ừ, ừ. nhiều ta 14 Cô bấm nhầm rồi mày tính, tự Bấm máy tính từ bấm máy tính nha mấy đứa N bằng 5 Được chưa N bằng 5 thì cô biết nó là Ankin 5C C5H8 Rồi C5H8 Cái khúc mà phản ứng với bằng nitrat e này tạo thành agam tủa À, đề bài này nó có hỏi gì tới A không? Ờ nó không hỏi tới A thôi mình khỏi quan tâm A nha. Mình biết nó phản ứng được phải đi nitrat suy nó là ăn kinh là rồi. Ừ, cái câu này nếu như người ta hỏi thêm A nữa thì hay đúng không? Không có hỏi A thì thôi. Rồi người ta bảo là viết công thức cấu tạo của A. Biết A tác dụng với hiro dư thì xúc tác niken thì tạo thành đã được isobentan. Isobentan là gì các bạn? Isobentan có nói nhiều rồi đúng không? Mặt 4C có nhánh ở vị trí số 2 gọi là iso. Đó, cứ nhánh số 2, vị trí số 2 là iso được chưa? Và pentan là tổng cái C của nó là 5C nè. Rồi, bây giờ muốn cái thằng A mà muốn cộng với hero mà thu ra được thành iso đó thì có nghĩa là các bạn phải nói là gì? Nó phải giữ nguyên cái mặt carbon của nó các bạn. Cái thằng ankin này muốn cộng ra được cái thằng iso đó thì cái mặt carbon của nó phải giữ nguyên C là y chang như thế này, mặt 4C có nhánh vị trí số 2 được chưa? Rồi bây giờ nó là ankin. Ankin 5C5H8 5C, thì bây giờ mình phải điền thêm nối ba vô thôi. Thì ankin thì có cái công thức cấu tạo tương ứng như này, các bạn chỉ có thể điền được nối ba ở chỗ này thôi. Nếu như điền nối ba vô trong này thì carbon này bị hóa trị 5 cho nên là loại. Được chưa? Cho nên chỉ có vị trí này điền được liên kết ba. Và suy ra cấu tạo của nó là như thế này. Được chưa? Đó, nó ra được thằng isobenta là thằng no này cộng với hydro nha. Vậy cô chọn đáp án nào các bạn? Thằng này nối đôi loại nè, thằng này không có nhánh loại luôn nè, đúng không? Thằng này không có nhánh loại và tôi còn chỉ có thằng này thôi, đáp án A. Đó, dễ rồi ha. Rồi xong, câu này hay chứ không khó. Đó rồi. Câu số 9 nè. 15 câu thôi các bạn, cố gắng nào. Câu số 9, dẫn 4,8 gram một cái hydrocarbon X là đồng đẳng của acetylene qua bạc nitrat dư uh, bạc nitrat đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 17,64 gam kết tủa công thức cấu tạo của x là cái gì đó bài này không khó mà mà nó sẽ rất hay gặp trong bài toán anh tin nha làm bài này luôn nào người ta dẫn 4,8 gam một cái hydrocarbon x là đồng đẳng của acetylene đồng đẳng của Acetylene thì có nghĩa là gì mình hiểu đồng đẳng của Acetylene là nó thuộc dãy đồng đẳng ankin được chưa dãy đồng đẳng ankin có nghĩa là người ta cho một cái hydrocarbon x là ankin phản ứng với bạc đi trong môi trường NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 17,64 gam kết tủa tìm công thức phân tử của x thì các bạn nhìn cho cô đáp án nè trong cái bài lý thuyết mà ankin kinh phản ứng với bạn đi chat trong môi trường nữa, ba nó có hai trường hợp các bạn nó phải mang ra trường hợp thứ nhất trường hợp thứ nhất á nếu như nó rơi vào cái thằng là acetylen là c2h2 á thì cái thằng này mình học lý thuyết là riêng chỉ có thằng này là cái thằng duy nhất trong cái dãy đồng đẳng ankin kinh phản ứng được với hai bạn đi chat tạo ra cái kết tủa c2 ar2 đúng không đó thì nếu như nó là thằng này mình phải giải nha nó là thuộc dãy đồng đẳng của acetylen thì cũng có khả năng nó là acetylen luôn chứ không phải nó thuộc dãy đồng đẳng của acetylen là mình không tính acetylen đâu nó thuộc dãy đồng đẳng của người ta cho nè một cái hydrocarbon x là dãy đồng đẳng của acetylen là nghĩa là cái chỗ này là người ta cho biết mình là dãy đồng đẳng ankin mà dãy đồng đẳng ankin là bắt đầu từ c 2 c 2 h 2 c 3 h 4 c 4 h 6 vân 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 chứ không phải là người ta ghi như thế này là trừ thành acetylen ra mình không đếm đâu nha cho nên đối với cái bài này các bạn phải ra trước cho cô giá sử nó là acetylen thì nó như thế này đúng không? Xảy ra cái phương trình như thế này. Thì cô có là cái khối lượng của kết tủa này là 17,64 g. Thì các bạn chia cho cô m lớn của nó là bao nhiêu ạ? À? 4, hình như là 240 đúng rồi, 240. Và cái số mol này là bao nhiêu? 4,8 g đề bài cho 4,8 g nè, chia m lớn của này này là 26. Nếu như nó là acetylen thì theo đúng theo phương trình phản ứng thì hệ số cân bằng của hai thằng này bằng nhau thì cái số mol mình tính ở đây, hai thằng này phải bằng nhau, đúng không? Rồi 48 nè. 4,8 chia cho 26 thì mình sẽ có ra được số mol lý. Thấy số mol lý là chắc chắn nó không phải acetylen rồi các bạn. Rồi cho nên là suy ra không phải trường hợp này loại được chưa? Loại nó không phải acetylen. Vậy có nghĩa là cô dạy cái trường hợp còn lại nó là một cái ankin mà chỉ phản ứng với một bạn đi nitrat thôi. Thì cô đặt nó là ankin có công thức là CnH2n-2 khi phản ứng với bạn đi nitrat trong môi trường NH3. Đó, thì nó sẽ tạo thành được cái gì nè? mình học cái lý thuyết phản ứng này là phản ứng thế hiro của cái bạc đúng không thì nó thế hiro này các bạn đây 2n ban đầu nó là trừ 2 đúng không nhưng mà bây giờ bạn đi chat vào thế chỗ của một hero nữa thì nó mất thêm một hero thì bây giờ có phải cô trừ bớt một hero nữa là thành trừ bao rồi gắn cái bạc đi bạc vô được chưa rồi sản phẩm luôn luôn là NH4 nổ bạc đó đây là cái phương trình tổng quát khi cho một cái anh kinh phản ứng với bạn đi chat được chưa hình như bữa trước cô dạy lý thuyết cô quên ghi cái phương trình tổng quát vô bạn nào học tới đây thì lưu lại cho cô cái phương trình tổng quát được chưa anh kinh phản ứng với bạn đi chat thì là mình thu được cái sản phản ứng như thế này rồi thằng này là 4,8 gam 4,8 cô sẽ chia cho m lớn của nó được là 14n trừ 2 đúng không? Cái này quen rồi. Rồi cái này là 17,64 thì cô chia cho cái m lớn của thằng này, này sẽ là bao nhiêu các bạn? 14n đúng không? 12n cộng 2n là 14n trừ 3 cộng 108. 108 mà trừ 3 là còn 105. Rồi số mol của hai này theo phương trình cũng bằng nhau luôn đúng không? Bấm ship so giải n. Bấm shift so giải n nào. Tự bấm nha, cô bấm cô bấm cái này 14 vì cô bấm máy tính bấm cho bạn nhìn luôn nè 48 chia cho 14 x trừ 2 thì sẽ bằng với 17 17, bao nhiêu? chia cho 14 n cộng 105 rồi ship so n bản ui số đẹp đây nào ui trời nó đứng nữa mấy đứa đó không này là kiểu này chảy là chết rồi ơi ui lé mấy đứa cái gì mà ghê vậy what 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 cái gì mà ghê gớm này cô bấm có sai chỗ nào không ta mà sao ra số gớm vậy hay là máy tính của cô nó bị khùng mấy đứa à, nhiều khi mà giải số ra lẽ là đổ thừa mấy cái tính bị khùng đúng không không biết mấy tính khùng hay là mình tính sai đây thôi dẹp không giải cách này giải cách khác đây bạn nào bấm máy tính cô có là gì số mô hàng này bấm ra số đẹp là ok nha 4,8 chia cho 14n 2 nè còn này là 14n cộng 105 rồi bây giờ cô giải theo cách số 2 đây là cách số 1 được chưa cách số 1 là cách um, cách uh, hồi giờ hay xài bây giờ cách số 2 cách số 2 cô có nè cô làm trên lệch khối lượng thôi bây giờ cô có là gì n của những thằng này nó sẽ bằng nè các bạn tính cho cô delta m khối lượng delta m nhỏ Delta M nhỏ sẽ bằng lấy khối lượng lớn là 17,64 trừ cho 4,8 đúng không? Thì nó sẽ ra lượng nhiêu nè. 17,64 chia cho trừ cho 4,8 nó sẽ ra được là 12,84. Rồi, tính tiếp theo delta M lớn cho cô Thì sẽ bằng là bằng nhiêu M, Delta M lớn, M lớn thằng này là 14N Cộng 105 đúng không Còn M lớn thì này là 14N 2 Thì delta M lớn của chị nói là M lớn sau phản ứng là 14N cộng 105 Trừ cho 14N 2 trừ nguyên cộng này nha Rồi lúc này bỏ dấu ngoặc ra thì các bạn thấy 14N trừ tiêu hết 14N 105 trừ cho trừ 2 là thành cộng 2 là 107 Rồi sau đó các bạn tính số mol tính số mol của hai chất này sẽ bằng lấy delta m nhỏ chia delta m lớn thì tính được số mol được chưa lấy delta m nhỏ chia delta m lớn có nghĩa là lấy số này nè 12,84 chia cho 107 ở cái số của vừa bấm đó 12,84 này chia cho 107 nó sẽ ra số mol được chưa 107 đó là số mol 0,12 số đẹp không lấy này nè bằng cô suy ra dưới này cho dễ nhìn nha lúc này các bạn suy ra được số mol của cái chất hai chất này nè hệ số một một là số mol hai chất này bằng nhau được chưa sẽ bằng delta m nhỏ chia cho delta m lớn rồi bằng 12 hai phẩy chia một trăm bạn tính ra được 0,12 phẩy mol được chưa rồi lúc này có nghĩa là cô đã có số mol của anh kinh rồi thì cô tính được m lớn của anh kinh đúng không m lớn của anh kinh sẽ bằng m nhỏ chia số mol bằng 4,8 chia cho 0,12 thì nó ra được 40 40 thì tương đương với M lớn anh kinh là 14N trừ 2 bằng 40 đúng không? Cái này quen rồi. Bấm ship so giá đã được N bằng 3. Đó. Giả theo cách này cũng hay đúng không? Delta M. Cách này mình xài. Đó. Nếu như bạn nào mà lười bấm ship so bấm lỡ nó đứng máy á. Thì làm như cách cô nha. Rồi đáp án C3H4 đáp án B được chưa? Bạn nào máy xịn bấm ship so giá chạy ro ro thì làm. Ok. Câu số 10. Câu số 10 nè. Câu 10 cũng hay luôn Câu nào cũng hay á Câu số 10, một cái hỗn hợp khí của cô gồm cô tóm tắt đề luôn nha. Metan là CH4 đúng không? Ethylene là C2H4, acetylene là C2H2, có thể tích là 1,12 lít, có nghĩa là cô tính được số mol của hỗn hợp này là 0,05 mol đúng không? Rồi, có tổng là 0,05 mol để đây. Rồi, đề bài nó nói là gì? Cho cái hỗn hợp y nè qua bạc nitrat dư, thứ nhất là cho qua bạc nitrat dư. Đặt đi trái. thì thu thể tích khí giảm v khí giảm v giảm 0,56 lít 0,56 lít rồi chỗ này v giảm có nghĩa là có phải là cô suy ra số mol của cô giảm không số mol giảm luôn mình suy ra mình tóm tắt đề mình suy ra được cái này luôn nha suy ra số mol giảm là lấy 0,56 chia 2 hợp thứ tư là giảm 0,025 mol luôn được chưa? V giảm chính là số mol giảm. Rồi đó là trường hợp thứ nhất qua bạn đi trá Trường hợp thứ hai là người ta đem đốt cháy 1,12 lít hỗn hợp trên dẫn toàn bộ khí CO2. Có nghĩa là đem đốt cháy nè. Đốt cháy thì chắc chắn cô luôn luôn thu được CO2 và nước đúng không? Rồi dẫn qua bình nước vô trong là CaOH hai lần. Nước vô trong có dư thì thu được 8,125 gam kết tủa. Thì các bạn biết rồi đúng không? Kết tủa ra chắc chắn là kết tủa Ca số 3, 8,125 gam thì cô đổi ra số mol luôn nè suy ra n cơ tử tủ bằng 8,125 8,125 chia cho trăm luôn nó ra được 0,08125 mol 0,08125 mol số mol tổ được chưa rồi người ta bảo xác định phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt đó, có nghĩa là xác định phần trăm thể tích Muốn xác định được phần trăm thể tích Thì các bạn phải có được số mol của từng thành là bao nhiêu đúng không Vậy bài toán này mình nhìn vô là mình biết đặt máy ẩn rồi các bạn ba đúng chưa bài toán giải thể tích phần trăm theo tích thì có nghĩa là cô phải biết được số mol của từng thành là bao nhiêu cô đặt mỗi thành là lần lược là a b c mol thì cô thấy nè cô có là gì thứ nhất á, có phải là phương trình đầu tiên cô có a cộng b cộng c bằng tổng số mol để cho là 0,05 mol nào đó gặp lập ngay được phương trình số 1 chứ nữa phương trình số 2 là gì cô sẽ dựa lên chỗ này nè người ta cho cái hỗn hợp ba thằng này qua bạc nitrat thì thấy v giảm 0,56 lít có nghĩa là số mol giảm 0,02 mol. Giảm do đâu các bạn? Giảm do nó có khí bị giữ lại mắc ở trong bình bạc nitrat đúng không? Tại thì khí nào bị giữ lại bình bạc nitrat. Nó qua cho ba thằng này nè, qua cái bình bạc nitrat thì có khí bị giữ lại bình bạc nitrat thì nó mới theo thích của mình nó mới giảm mất đi, đúng không? Vậy thì trong cái ba cái khí này chỉ có cái khí acetylen C2H2 -h -h là phản ứng được với bạc nitrat và nó bị giữ lại bình bạc nitrat thôi đúng không? Còn hai khí này nó không phản ứng được thì nó bị bay ra, nó không phản ứng được nó không giữ lại thì nó tiếp tục nó bay ra, được chưa? Vậy cô có nè, cái số mol mà giảm này chính là do cái số mol của acetylen C2H2 đã phản ứng đúng không? Vậy cô suy ra số mol acetylen là C mol nè. À. u vậy có luôn C rồi là 0,025 mol. Đó, được chưa? Rồi, mà dễ rồi. Bây giờ tiếp tục nào, người ta đem ba thằng này, này đem đốt cháy cộng với oxy thì thu được CO2 và nước. Rồi dẫn cái sản phẩm cháy này qua nước vô trong dư thì thu được kết tủa số 3 cái phương trình này bạn nào cũng viết được rồi. Nãy giờ mình cũng đẹp nhiều rồi đúng không? tạo ra co 3 và nước. Số mol tủa của cô là 0,08125 mol thì cô suy ra được số mol CO2 cũng phải là 0,08125 mol Đó, mà CO2 này là do đâu các bạn? CO2 này chính là do ba thằng này đốt tạo thành. Vậy cô viết phương trình đốt cháy của ba thằng này để cô lập ra được cái cái phương trình thứ ba được chưa? Và thì cô viết nhanh nha. Cô viết nhanh và cô chỉ viết liên quan đến CO2 thôi, tại vì bài toán này chỉ liên quan đến CO2, cô không cần cân bằng số mol của oxy và nước chỉ cho nó tốn thời gian nha CH4 nè, qua CO2 Có phải đây là 1C của cân bằng 1CO2 không? Quá nhanh đúng không? Mấy công các bạn cân bằng nước rồi cân bằng oxy nữa Chỉ tốn thời gian mình chỉ quan tâm đến CO2 thôi Thì làm trách nhiệm chỉ ghi CO2 thôi là được Nhiều khi các bạn làm từ luận các bạn làm như thế Cũng vẫn được chấp, chấp nhận luôn Cô mà cô chấm bài là cô chấp nhận luôn Bạn nào biết 1CO2 cô cho điểm luôn Tại vì bài toán nó đâu liên quan gì tới nước và oxy đâu Biết chi cho mệt đúng không? Rồi C2H4 ra CO2 thì có phải là 2C là 2CO2 không? Rồi tương tự C2H2 thì nó ra được 2CO2 luôn. Cái này dễ rồi đúng không? Rồi số mol của CH4 là amon thì cái này suy ra CO2 là amon. Được chưa? Nào viết bút khác màu cho nhìn cái đẹp nè a mon này là a mon. rồi c 2 h 4 là b mon, thì co 2 nó tạo ra là 2 b mol thằng này mình đã biết số mol rồi hoặc là các bạn có thể điền c hoặc là điền luôn c là 0,025 mol luôn luôn chưa thì của co 2 nó tạo thành là 0,025 x 2 là 0,05 mol đó, vậy tổng cái CO2 này chính bằng với CO2 chỗ này đúng không? Vậy cô có là gì? A cộng với 2B cộng với 0,05 sẽ bằng 0,08125. Rồi từ đó các bạn bấm cho cô giải A, B, còn C mình đã có rồi ha, C bằng 025 rồi. Bấm giải AB nè. Vậy nha. A cộng B cộng C cô bấm nè A là 1 nè B là 1 nè C cô thế vô là 0.05 trừ 0.025 luôn Rồi Phương trình thứ hai là phương trình này A A là 1 A 2 B Sẽ bằng 0.08125 Trừ cho cái này là 0.05 Thì nó sẽ ra nhiêu đây Giải ra hệ là A bằng 0.08 0.01875 Và B bằng 0.0625 nhân 10 mũ trừ 3 mol Được chưa rồi số nó hơi xấu một chút các bạn Tại vì bản thân cái số này nó xấu rồi nè Cho nên nó dẫn tới những cái số này nó xấu theo Được chưa Rồi bây giờ có số mol rồi Người ta báo tính phần trăm thể tích thì tính dễ rồi các bạn Phần trăm của CH4 Phần trăm thể tích của CH4 Thì phần trăm về thể tích các bạn lưu ý Nó chính là phần trăm về số mol được không Lấy số mol của CH4 chia cho số mol của hỗn hợp Nhân trăm số mol của CH4 mình giải ra là amon à, là 0,01875 nhân trần trăm chia cho số mol hỗn hợp là đề bài cho 0,05 mol nè à, thấy không rồi bấm ngay hệ phương trình bấm nhầm bấm giải ra Cái phần trăm nhân trăm chia 0,05 bằng 37,5 phần rồi, ở đây cô tính nhanh hai cái còn lại các bạn tự tính nha, cô nhẩm nhanh nè. Thằng này 0,025 chính là một nửa số mol của hỗn hợp đúng không? Cho nên nó chiếm 50% là acetylen chiếm 50% và thằng còn lại là chắc chắn là các bạn tính được nè. Acetylen là 50% là nó đứng cuối nè các bạn, mình tính theo đúng thứ tự đề bài cho nha. Hỗn hợp gồm là CH4 C2H4 và AC2H2 thằng C2H2 đứng cuối thì cái phần trăm khối lượng của nó được xếp cuối cùng được chưa? và là thằng này xe C... C2 F2 50% và thằng à, lúc nãy mình tính được thằng CH4 đầu tiên là 37,5% nè. Vậy đáp án đầu tiên chữ 37,5% phải đứng đầu tiên được chưa? Rồi 37,5 đứng đầu rồi tới 12,5 thì thằng cuối cùng là acetylen 50%. Ok. Tương tự hai kia rồi, các bạn tự đây công thức tính nha. Cục qua nhanh câu số 11 nào đốt cháy hoàn toàn hai lít hỗn hợp khí gồm ankin X và hydrocarbon Y cần dùng 4,5 lít khí oxy sinh ra được 3 lít khí CO2. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là gì? Rồi bắt đầu từ câu số 11 nó sẽ hay đó các bạn. Hay vì nó nó khó. <laughs> hay vì nó khó, nó khó một phần với lại là sao các bạn? Đụng những bài như thế này thì mình các bạn thấy làm nó cuốn hút, hút đúng không? Những bài bài trên thì nó nó cơ bản rồi. Rồi, hữu cơ thật ra nó dễ lắm các bạn. Các bạn chăm học hữu cơ 11 lên lớp 12 chắc chắn các bạn sẽ học giỏi hữu cơ. Học kỳ 1 là nguyên học kỳ 1, 12 là học hữu cơ đó đó. Câu 11 nha, đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp X. Hai lít hỗn hợp X các bạn đọc kỹ đây cho cô nha. Lít hỗn hợp gồm ankin X là một cái ankin và một cái hero carbon Y. Cô chưa biết cái hero carbon này là ankan, anken hay an gì hết. Cô chưa biết. Thì thấy cần dùng 4,5 lít khí oxy sinh ra được 3 lít khí CO2 rồi cô tóm tắt đề luôn nè. 2 lít hỗn hợp gồm ankin. Ankin X và hirocarbon Y chưa biết là cái gì cộng với đốt cháy là cộng với oxy thì cần 4,5 lít oxy. Rồi, thì thu được CO2 chắc chắn là có nước nữa đúng không? CO2 là 3 lít. Rồi. Đề bài nó bảo tìm công thức phân tử của X và Y. Đó nó cho vậy thì làm sao làm? trong khi chưa biết thằng hydrocarbon y e là cái thằng an gì luôn. Và thì cách này bài này giải như sau các bạn. Đề thứ nhất cô nói bài này người ta cho dạng 2 lít, 4,5 lít, 3 lít nếu như các bạn lấy những con số này chia cho hai 2,4 á thì nó ra số rất là xấu đúng không? Thì nếu nếu cái đề các bạn đẹp như thế này á thì các bạn coi cho cô á cái số lít này là số mol luôn. Được chưa? Khỏi chia với 2,4 nó ra số lý biết làm sao? Cho nên im để im luôn, đừng có chuyển qua mol các bạn coi như cái này chính là số mol được chưa phải cô ghi nó là ba bốn năm mol nè ba mol nè và hai mol hỗn hợp luôn được chưa đó coi như đó là mol tỷ lệ về thể tích chính là tỷ lệ về số mol nè à. rồi bây giờ xong đó là thứ nhất thứ hai bây giờ mình sẽ giải bài này như thế nào nè à, giải như thế nào rồi bắt đầu giải nha ai bây giờ ta có nè như sao ta. <laughs> Rồi bây giờ giải. Bảo toàn oxy Mình cần cái cô cô cần bây giờ là cô cần có số mol nước để làm gì? Cô cái việc mà các bạn muốn xác định y là cái hydrocarbon nào các bạn sẽ so sánh giữa số mol CO2 và nước đúng không? Cho nên bây giờ cô cần có số mol nước để cô um, so sánh Vậy bây giờ số mol nước cô chưa biết thì cô đặt nó amon nè. À. Thì lúc này cô sẽ bảo toàn oxy. Vì sao cô bảo toàn oxy? Cô chỉ có thể bảo toàn oxy thôi. Chứ cô không có giải được cái nước bao nhiêu. Tại vì cô đâu biết cái thằng này bao nhiêu đâu viết phương trình mà giải ra được nước đúng không? Cho nên cô muốn giải được nước ở trong trường hợp này cô chỉ có thể bảo toàn oxy. Thì lúc này tổng oxy trước phản ứng sẽ bằng tổng oxy sau phản ứng. Oxy trước phản ứng bao gồm nè. 4,5 nhân chỗ này là có 2 oxy là nhân 2 đúng không? Thì sẽ bằng tổng CO2 sau phản ứng là chỗ này là 2 nhân 3. Được chưa? 2 nhân 3 mol nè, 3 mol CO2 có 2 CO2 là có 2 oxy là nhân 2. Cộng với chỗ này là A mol nước nhân 1 oxy được chưa? Là nhân 1 khỏi nha. Từ này giải cho cô được A nào. 9 trừ cô nhẩm luôn đi, 9 trừ 6 là còn 3. Vậy A bằng 3 mol luôn. Rồi suy ra A bằng 3 mol. Rồi xong, đó. Bây giờ cô có nè, Bây giờ mình giải ra được CO2 là 3 mol Nước bằng 3 mol rồi làm sao biết Y là cái hydrocarbon nào ừ, Vậy thì các bạn lưu ý cho cô nha Bài này hay nha, lưu ý cho cô nha Sẽ hay gặp trong đề kiểm tra lắm đó Thì trước hết các bạn biết nè X đã là ankin rồi, đúng không? Thì có phải mình học lý thuyết là ankin á Đốt cháy ankin nè Thì nó cho là CnCO2 lớn hơn N Nước, đúng không? Còn đốt cháy anken thì cho NCO2 bằng N nước. Cuối cùng là đốt cháy ankan thì cho N nước lớn hơn NCO2. Được chưa? Rồi, vậy thì các bạn nhìn cho cô nè. Nếu như bài này y của cô á, là anken thì cô có nè. Anken đã đốt cháy cho được CO2 bằng nước rồi, đúng không? Thì cái ankin của cô cho số mol CO2 lớn hơn số mol nước. Đó, cái anken mà nó cho số mon co hai bằng nước rồi thì cô không cần cô không cần quan tâm đến nó nữa tại vì nó không có nó bằng nhau rồi thì đâu có liên quan gì tới việc so sánh nữa đúng không cô chỉ so sánh thôi là chị anken thì luôn luôn cho số mon co hai lớn hơn số mon nước cho nên tổng quát nếu như cô đốt cháy một cái hỗn hợp gồm cả anken và anken á thì cô có số mon của co hai luôn luôn lớn hơn số mon nước luôn được chưa đó, tóm lại cho cô nha, nếu như bài toán mà nó đốt cháy hoàn toàn một cái hỗn hợp gồm ankin và một cái anken thì các bạn thu được số mol CO2 chắc chắn phải luôn luôn lớn hơn số mol nước. Vì sao thì lại cô lý giải rồi, anken nó cho CO2 bằng nước thì cái phần trên lợt còn lại là bị bởi bị, bị quyết định bởi Kinh được chưa? Rồi đó rồi trường hợp nhưng mà đề bài này nó cho CO2 bằng nước vậy thì suy ra loại nó không thể là anken được rồi vậy thì chắc chắn đó là can vậy thì trường hợp thứ hai đó là nếu như các bạn đốt một cái hỗn hợp mà gồm cái an một cái can và một cái ăn kinh thì các bạn sẽ thu được cái hỗn hợp có khả năng cho số mol CO2 bằng số mol nước có khả năng thôi nha chứ không phải luôn luôn bao giờ cũng cho được số mol CO2 bằng nước đâu các bạn có khả năng thôi và đây xuống đốt cháy ankin là nco2 bằng n lớn hơn số mol nước vì sao vì sao mình có trường hợp này thì các bạn thói cho cô nè khi đốt cháy ankan cho nước lớn hơn co2 còn ngược lại khi đốt cháy ankin thì lại cho co2 lớn hơn nước hai cái này nó ngược lại với nhau các bạn cho nên nó sẽ bù trừ với nhau và có cái một cái trường hợp nào đó nó sẽ ra cho ra được số mon siêu hai bình nước và cô nói luôn cho các bạn biết vì khi nào nó đốt cháy một cái hỗn hợp gồm một can can một can kinh mà lại cho được số mon siêu hai bằng số mon nước thì khi khi và chỉ khi nha cô dùng cái dấu tương đương khi số mon của an can nó bằng số mon của an kinh các bạn rồi cái này bây giờ mà cô viết ra cô giải thích là chắc cũng phải mất mấy phút á cho nên bây giờ thay vì khi nào cô có thời gian cô sẽ giải thích cho các bạn kỹ còn bây giờ các bạn chấp nhận cái video của cô hơi dài rồi năm mấy phút gần tiếng rồi đúng không cho nên các bạn chấp nhận cho cô lưu ý cho cô đóng khung lại cho cô luôn đó là gì đó là trường hợp thứ nhất nếu như đốt cháy một cái an kinh và một cái an thì luôn luôn cho số mol co 2 lớn nước còn nếu như đốt cháy một cái an can và một cái an kinh thì cô luôn luôn cô không phải luôn luôn mà sẽ có cái trường hợp đặc biệt đó là nếu như số mol co 2 mà bằng số mol nước thì số mol an can và số mol an kinh là bằng nhau được chưa rồi ok Vậy thì cái bài này các bạn thấy nè, là bài này trúng tủ rồi. Bài này trúng tủ lại vì nó cho CO2 bằng nước vậy cô suy ra cái cái thằng y này chắc chắn phải là ancan được chưa? Và ancan và suy ra được số mol của hai thằng này phải bằng nhau luôn. Mà tổng người ta cho tổng số mol của hai cái 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 chất này nè là hai mol. Vậy cô chia đôi ra, mỗi thằng có phải một mol không? Và là x của cô là một mol nè. À? Và thằng ancan của cô là một mol luôn, được chưa? Đó. Rồi, mỗi thằng một mol thì lúc này làm sao giải ra được nè? Giả dạ, đó được công thức phân tử của hai thằng này thì lưu ý cho cô Mình có là gì? đặt Để... lúc này là bàn biện luận thôi các bạn Người ta cho số mol hai này Cho hai cái thằng mà chưa biết công thức mà cho tổng số mol CO2 là chỉ có thể biện luận thôi Biện luận bằng cách Cô đặt công thức của ankin là CNH2N-2 Và của an can là CM Các bạn phải đặt một ấn khác nha Không được đặt trùng ấn M, ấn N ở trên đâu 2M-2 Thằng này là 1 mol Mỗi thằng 1 mol được chưa rồi, thì lúc này khi đốt ra cô thu được CO2 đây và CO2 đây. Thì CO2 đây là N mol đúng không? Cái này là Nm m nè. Rồi, cân bằng thì cái này là sẽ là thu được 1 1 nhân N là N mol đúng không? N mol. Và cái này 1 nhân M chỗ này là M mol. Vậy tổng CO2 cô thu được là N cộng M sẽ bằng CO2 đề bài cho là 0, à, cho là 3 mol. Vậy là N cộng M của cô là bằng 3 mol được chưa? Rồi lúc này biện luận, biện luận thì các bạn phải xác định cho cô á, N của cô với M của cô nó có giá trị như thế nào? Thì N là số carbon của anh King. Thì mình học bài anh King rồi đó N của anh King phải phải lớn ở bằng hai đúng không? Nó không thể biết hơn 2 được Còn M là số carbon của anh Can, Thì M phải lớn ở bằng 1 đúng không? À cái này anh Can nha Cô biết nhầm là anh Can là CMH2M cộng 2 Rồi lúc này biện luận nào Đây là giá trị của N, đây là giá trị M thì n bắt đầu chạy từ 2 trở đi đúng không? N chạy bắt đầu từ vậy từ 2 trở đi. Thì cô cho n bằng 2. N bằng 2 thế này có phải 11 không? Đó thì có thời gian giá trị này chẳng là có thể nhận được nè thỏa mãn đúng không m lớn hơn bằng 1 n lớn hơn bằng hai còn nếu như chỗ này là ba thì này không là có nghĩa là loại rồi nó mấy cái ô sau loại không có 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 nhận được chỉ có trường hợp này thôi vậy suy ra an kinh của cô là c 2 là c 2 h 2 và an là c 1 là một c ch 4 được chưa vậy đáp án là c 2 h 2 và ch 4 rồi câu này hay đó các bạn hay luôn nha và cũng hay gặp trong đề thi kiểm tra luôn vậy cái hai công thức mà cô đóng khung này các bạn dừng video lại rồi các bạn luôn đó lại trong công thức cho cô Ok, rồi tiếp tục qua câu số 12 nè Câu số 12 Cũng là đốt cháy cái hỗn hợp luôn à, Câu số 12 và câu số 11 tương tự mấy đứa Tự làm được rồi, tự làm được coi Cũng là một cái anh, người ta cho biết cái anh kinh rồi Là C2H2 và một cái hero carbon Y Chưa biết cái hero carbon Y này là cái gì đúng không? Ôi, cái này một tiếng rồi mày đó Rồi, bây giờ nè hmm. Quay ba câu, còn mấy câu nữa Bây giờ 12 là còn bốn câu nữa bốn câu nữa, mấy câu này chắc phải nói cả nửa tiếng nữa mấy đứa mà một video mà một tiếng rưỡi là up lên youtube nó lâu lắm có up lâu lắm mà nó cũng up lên chất lượng của mình cũng bị giảm nữa cho nên cô nghĩ như thế này bây giờ cô sẽ dừng video tại đây để đăng lên cái này là một cái đoạn này một tiếng rồi cái cô sẽ quay tiếp cái cái đoạn tiếp theo là khoảng ba mấy bốn phút nữa cho bốn câu sau tại vì bốn câu sau hay đó hay tại vì nằm trong đề thi kiểm tra đề thi đại học này mấy đứa câu này đề thi đại học nè đó cho nên là cô sẽ dừng lại, cô quay một cái video khác, cô cắt ngắn ra hai video á, cô cắt nhỏ ra hai video. Cô sẽ up là uh, trách nhiệm lý uh, trách nhiệm bài tập anking phần 1, trách nhiệm anking phần 2 các bạn lên xem nha. Các bạn tìm các bạn sẽ thấy tên rồi các bạn xem. Được chưa? Cô cắt hai đoạn cho nó ngắn cho dễ up lên YouTube nè Rồi vậy thì uh, hẹn mấy đứa gặp mấy đứa có cái video phía sau nha. Ok.